Này, cô đi đâu ấy? Liên quan gì đến anh? Ở nhà mà lo dọn dẹp đi chứ. Tôi dọn xong rồi. Với lại anh có quyền gì mà cấm tôi? Tôi đi chơi với Phong. Này 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 này, hai người hẹn nhau từ bao giờ đấy? Hẹn nhau từ bao giờ thì anh hỏi làm gì? Nhưng mà cô không được đi. Vô duyên. Này, tôi đã nói là cô không được đi cơ mà. Bỏ ra. Anh thấy khó chịu khi tôi đi chơi với Phong à? Không phải như thế. Nhưng mà tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Hắn là dân giang hồ, đi chơi với hắn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh nghĩ ai cũng giống như anh à? Đại ca, đẹp trai không bằng trai mặt, anh phải tự tin lên. Không, đại ca phải nghe em. Bây giờ mình phải là mình. Chơi được chơi luôn, mà không chơi được đi về. Đại ca, đại ca nhớ nhá, điều đầu tiên nhá là đại ca phải có một ngoại hình thật là ổn. Đấy, đấy. Ổn đây này. Đấy. Thứ hai là phải có một khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Ừ. Em tin là sẽ đổ như đổ luôn. Quá chuẩn, đúng rồi. Đại ca cứ thế mà làm nhá. Thôi, anh em mình đi. Yeah. Chúc đại ca thành công. Em muốn đi đâu chơi? Đi đâu cũng được. Tùy anh à? Ừ. Bất cứ nơi đâu cũng được, đúng không? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Hắn ta là dân giang hồ, đi chơi với hắn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh có ý định gì đen tối đúng không? Không không không. Anh làm gì có ý định gì đen tối đâu. Anh chỉ muốn đêm đi ăn kem thôi, được không? Nghe vậy còn được. Xin lỗi. Thằng nhóc mình. Em chẳng may, cô xin lỗi nhá. Đại ca, anh nên nhớ điều này. Con gái rất thích đàn ông cư xử ga lăng và lịch sự, nhã nhặn. Dạ, không có gì đâu cô ơi, chuyện nhỏ ấy mà. Xin lỗi nhá. Xin lỗi, đi con. Em ăn đi. Em ơi, dạ. Cho em một kem nữa nhé. Vâng ạ. Thằng danh. Trẻ con chúng nó đáng yêu thật đấy. Người như anh mà cũng thấy trẻ con đáng yêu. Ăn xong, anh có thể đưa em đi dạo phố được không? Đi đâu? Đi ra ngoài đường, dạo phố, hóng mát nhá. Chưa biết được. Ăn xong nếu thấy có hứng thì đi tiếp. Chị Linh là một cô gái cá tính. Chính vì vậy mà chị rất thích mẫu đàn ông chủ động. Hay đại ca thử chủ động cầm ra chị Linh xem. Oh,
chụp ảnh cho em nhé. Không, tôi không thích. Sao thế? Tôi không ăn ảnh. Thì bức nào xấu anh sẽ xóa đi, anh chỉ giữ lại bức đẹp nhất của em thôi. Chỉ giữ lại bức đẹp nhất thôi đấy nhá. Em cười lên đi. Xe của bọn mày để ngắn đường tao đi đấy. Thích đạp đổ đấy, thì làm sao? Thích đạp đấy, làm sao? Đại ca, nhớ là phải cư xử nhã nhặn, không nên cục xúc. Đợi xem nào. Thời buổi này đi chơi bạn gái mà dùng điện thoại cùi thế này à? Trả lại đây. Ai cho anh giật điện thoại của bọn tôi? Không thích trả đấy, có sao không? Không trả đấy, làm sao? Đừng tưởng bọn này hiền mà dễ bắt nạt nhá. Thích bắt nạt đấy, làm sao không? Lần sau đi chơi với gái mà chụp ảnh thì cầm máy xịn vào nhá. Hiểu chưa chú em? Cầm lấy. Nhớ nhá. Đi. Anh đi nhá. Này, sao hôm nay anh đủ thế hả? Là sao cơ? Thì bình thường, tôi thấy anh đầu gấu lắm cơ mà. Anh đúng là... Linh!